một chút xíu thì em không dám vào đâu, em tiêm lại mắc cỡ đâu, mình sợ mình đuối giá. À thiếu một tí đúng rồi, thiếu một tí là không vào là đúng rồi. Ừ. Phải chuẩn đó. Dạ. À, Phải mình theo chuẩn nên là em không dám vào. đúng rồi, phải chuẩn mực. Ừ. Điều đầu tiên là Dạ, leader là phải làm mực. gương Cảm ạ. ơn Hương, rất là trung thực. Điều đó sẽ giúp cho Hương sớm trở thành thủ lĩnh. Xin mời quý vị truyền cảm hứng cho cả nhà cái. Yeah. Cảm xúc Hello, Lý từ Kim đầu Cương tiên xin tiên tôi chào. qua. Chào tất cả các anh chị em, hệ thống Biên Hòa và Đồng Nai và hệ thống Bắc Giang. Chúc cho cả nhà có một cái tháng mới này bùng nổ mạnh mẽ, đúng không? Và chúng ta nhanh nhanh chân nhất, nhanh chóng nhất có thể bước vào Dream Team, biến những ước mơ thành hiện thực như thủ lĩnh Kim Cương chúng ta đã nói, đúng không? Và tối qua chúng tôi có một cái buổi học tập, huấn luyện và đào tạo của thủ lĩnh Kim Cương rất là tuyệt vời cho tới hơn 23 giờ tối, đúng không? Và khi mà được học ở những cái chương trình như vậy thì trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Ở trong đấy chúng ta được học làm sao để lãnh đạo đội nhóm, đúng không? Và lãnh đạo là gì? Quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu được lãnh đạo là gì, đúng không? Và chúng ta có những cái ngôn từ, có những cái kỹ năng như thế nào, có những cái kỹ năng xử lý, có những cái ngôn từ để làm sao đó, chúng ta xây dựng được cái đội nhóm chúng ta. Chúng ta có thể là gì? Coach, đúng không? Coach cho huấn luyện đấy, coach với tiếng Anh, coach. Chúng ta huấn luyện cho tư vấn viên mới, chúng ta huấn luyện cho đội ngũ chúng ta để có một cái bước đi nhanh nhất. Và ở trong S69 Dream Team á, thì chúng ta có được một cái kiến thức tổng hợp từ các thủ lĩnh, hội đồng các thủ lĩnh, cao nhất là thủ lĩnh Kim Cương quốc gia, và đến các thủ lĩnh rất là đông, ngày hôm nay chúng ta rất là đông, mà đặc biệt là có những thủ lĩnh cao cấp như là Tiền Yêu Tốc Độ Anna Nguyễn này, đúng không, thủ lĩnh Phạm Ngọc Ánh này, vân vân. Tất cả họ đã trải qua, đúng không, họ đã trải qua những cái thăng trầm, và họ đã trải qua những cái kinh nghiệm, và họ đã trải qua những cái khóa học cả trong S69 và bên ngoài, và họ tổng hợp về, họ chia sẻ cho chúng ta. Và tất cả những cái đó thì đã ghi chép rất là đầy đủ, đúng không? Nếu có thời gian, có thời lượng, có một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đào tạo, lấy những cái kiến thức để đào tạo cho cái đội K5 của chúng ta trở lên. Và chắc chắn một điều rằng, học cái gì mà nó tuyệt vời như vậy thì chúng ta chỉ bước chân vào đấy chúng ta sẽ thấy, đúng không? Với một cái năng lượng mãnh liệt, với cái kiến thức bao la, mà với cái tình yêu thương vô điều kiện. Đó là những cái giá trị mà S69 và Dream Team đem lại cho chúng ta. Chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ vào một lần, chúng ta sẽ thấy được rằng cái giá trị học trong S69 nó khác biệt ở ngoài kia. Ở ngoài thương trường như thủ lĩnh Kim Cương của chúng ta nói, đúng không? Ở ngoài kia đang kinh doanh, có nghĩa là gọi là thương trường. Còn ở S69 chúng ta lại dạy học kinh doanh với tình yêu thương. Đó, cái trường dạy để yêu thương chứ không phải là thương trường. Người ta hay ví là thương trường như chiến trường, đúng không? Còn với S69 là dạy bằng tình yêu thương. Và chúng ta hãy bước chân vào Dream Team 5.000 điểm, đúng không? Từ mình trở xuống đạt tư vấn viên K6 là chúng ta được bước vào đội ngũ lãnh đạo của những nhà lãnh đạo. Cảm ơn thủ lĩnh Kim Cương đã cho chia sẻ. Cảm ơn tư vấn viên chuyên nghiệp Nguyễn Quý Huy. Xin chúc mừng tư vấn viên chuyên nghiệp và tân tư vấn viên chuyên nghiệp mới Vũ Ánh Dương đến từ Bắc Giang. Chị Vũ Ánh Dương truyền cảm hứng cho mọi người là chị cái cảm xúc và những cái bài học gì quan trọng nhất mà học được từ Dream Team để chị sớm lên chuyên nghiệp và lại giúp được đồng đội của mình lên K6, K7. Xin mời chị Vũ Anh Dương. Xin chào thủ lĩnh Kim Cương quốc gia và xin chào tất cả các anh chị em có mặt trên Zoom. Tôi hồi hộp quá. Tôi được đạt cái danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp thì đúng là hạnh phúc từng giây từng phút. Xin chia sẻ với lại cả nhà là tôi là cũng có người mới, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Vũ Anh Dương. Tôi đang làm việc và sinh sống ở Đại Hóa Tân Yên Bắc Giang. Tôi là nhân viên y tế, làm với trạm y tế. Và trong cái tháng qua thì tôi đã cùng với đội nhóm của mình đã xuyên đích mục tiêu và đã đạt danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp. Đây là một cái kết quả mà cả đội nhóm của chúng tôi đã sát cánh lên nhau, tập trung cao độ, đoàn kết và chiến thắng mục tiêu của cả đội nhóm. Cho đến ngày 30 thì tôi đã về đích, và đến 6 giờ chiều ngày 30 thì cả đội tôi thêm một nhà tư vấn chuyên nghiệp nữa là chị Lương Thị Tuyến và bạn Thanh Hưng là lên tư vấn viên cao cấp, và dưới tôi còn có 3 tư vấn viên trưởng. Đấy là hoàn thành mục tiêu của cả đội tôi, và
Đội Bắc Giang chúng tôi đúng là pháo hoa nổ tung trời. Chúng tôi nghĩ là cái tháng này là tháng mà sau khi đi nhận xe của nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Luyến và xong thì cả đội cũng quyết tâm cao độ, và đến cuối tháng thì chúng tôi đã đạt được mục tiêu. Mong rằng là tất cả các anh chị em hãy đặt mục tiêu cho mình từ đầu tháng và phấn đấu vì cái mục tiêu đó, tập trung cao độ, đoàn kết. Và khi mà vào được cái đội hình Dream Team thì tôi học được rất nhiều về cái lãnh đạo, về cái sự lãnh đạo, tức là cái người lãnh đạo ở trong đội nhóm nó khác với nếu là tư vấn viên thì chúng ta cái tư duy và cái suy nghĩ nó khác với một lãnh đạo. Lãnh đạo là những người mà gây ảnh hưởng nhưng mà phải có sự quan sát đội nhóm và có những cái vừa thực hiện kế hoạch mục tiêu của đội nhóm, thực hiện cái mục tiêu của đội nhóm nhưng mà vừa điều chỉnh, vừa cứ thực hiện và điều chỉnh và quan sát đội nhóm của mình để điều chỉnh. Sau đó thì sẽ quyết tâm, tất cả đội cùng quyết tâm thì sẽ đạt được mục tiêu. Và chị Dương có thấy là tất cả mọi người đều có xứng đáng để nhanh chóng vào Dream Team không? Tất cả mọi người đều xứng đáng ạ. Đúng rồi, anh chị em xứng đáng là mình có mặt tại Dream Team. Chúc mừng đội Bắc Giang tháng vừa rồi, cả nhà thấy không? Đội Biên Hòa Đồng Nai thấy không? Đấy, Bắc Giang là tháng vừa rồi là có thêm 2 chuyên nghiệp nữa. Đấy, và nâng tổng doanh số của Bắc Giang tháng rồi là lên gần 40.000 điểm. Cảm ơn sự dẫn dắt tài tình của lão tướng Nguyễn Luyến, tân tư vấn viên chuyên nghiệp và chị Tuyến. Chị Tuyến đâu rồi? Bật mic chia sẻ cái. Chị Tuyến nó viết vào chưa? Tư vấn viên cao cấp và Nguyễn Thị Thanh Hưng nè. Đây rồi, chị Tuyến đang đi đường, cho chị Tuyến đi đường. Ok, rồi chị cứ đi nhá. Đi đường an toàn. Đã. Cảm ơn. Vâng. Xin chào. Anh Hưng, một là lên cao cấp, cảm xúc nó khác với lại tư vấn viên trưởng như thế nào ấy, và tại sao mọi người cần phải khẩn trương vào Dream Team? Rồi, Thanh Hưng chia sẻ cho cả nhà chút. Xin chào thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trương Huy Cường, xin chào tất cả các anh chị em trong cả hai đội nhóm Biên Hòa Đồng Nai và Bắc Giang. Bây giờ thì cái cảm xúc của Hưng nó vẫn rất là cảm xúc, tức là cảm giác như là mình vừa chút được một cái gánh nặng. Và sau cái 10 giờ tối 30 thì mọi thứ nó mới được vỡ hòa. Cảm xúc lúc đấy thì Hưng mới cảm thấy là nó chút được hết toàn bộ gánh nặng. Bởi vì sao? Đây là một cái thời điểm mà Hưng chọn để lên cao cấp, một cái thời điểm mà nó quá mạo hiểm. Tại sao có những tháng 6.700 mà Hưng chưa ra quyết định, mà đến cái tối hôm 29 là 5.100, đến sáng vẫn 5.100, và cái buổi tối hôm 29 là Hưng đã họp đội nhóm, chia ra các cái mục tiêu cho các tư vấn viên của mình, thì tất cả mọi người cùng đồng lòng. Và ở đây thì trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì Hưng vô cùng biết ơn những cái bài học mà Hưng đã học được ở trong Dream Team, và vô cùng biết ơn các anh chị em trong đội ngũ của Hưng đã kề vai sát cánh và thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết. Bởi vì sao? Tất cả những thành viên trong cái nhóm riêng của Hưng ấy thì các anh chị em hôm đấy đều là vượt ngưỡng một cách ngoạn mục. Bởi vì cái người mà chuẩn bị lên tư vấn viên trưởng, người cao nhất là 2008, một người là chỉ mới có già 2000 thôi. Vậy mà anh chị em vẫn quyết tâm để làm sao là cùng để được vào Dream Team. Sáng 30 Hưng xem thì vẫn trên cây vẫn chỉ là 5.100, và trong buổi sáng đấy Hưng vẫn ở cơ quan. Ngay lúc đấy thì ngồi bên cạnh máy tính rút luôn một tờ giấy A4 lên kế hoạch là người này phải lên như này, điểm phải như này, và gọi điện lại tiếp tục một lần nữa. Hai chị Hoàng Anh và chị Hải, chị có quyết tâm lên không? Các chị đều nhất trí và Hưng đã chia mục tiêu ra. Chị Hoàng Anh thì như thế nào, chị Hải như thế nào, và tiếp tục họ gọi tiếp cho anh Tuyết chuẩn bị lên K5, mà lúc đấy anh cũng chỉ có 1.500 thôi. Và anh ấy cũng quyết tâm. Và lúc đấy thì Hưng bắt đầu chia hết trong đội nhóm là mỗi người phải đạt được bao nhiêu đấy. Và trong một buổi trưa thì Hưng cũng đã dần dần hoàn thành các cái mảnh ghép. Nhưng nó vẫn chưa đâu vào mấy đâu cả.
buổi chiều Hưng vẫn dành một tiếng cho con trai dự trung thu trong lúc chờ đợi mọi người, bởi vì đã hứa với cô giáo là phụ huynh có đến có mặt ở đấy. Và sau một đúng một tiếng, tức là mọi cái thời khắc nó chỉ chênh nhau trong vài phút thôi. Và khi sau đó về thì lại ngồi lại với chị Tuyến và tiếp tục làm việc tiếp tục. Và cái lúc đấy thì mình hiểu rằng là gì, cái ra quyết định của người lãnh đạo cực kỳ quan trọng, và làm sao mình phải quan sát ai sẽ là người thực hiện được cái đúng cái lời hứa, đúng cái khả năng của mình. Và quan sát là Hưng luôn luôn ở bên cạnh sát với đội nhóm để chia nhỏ ra, sau khi chia nhỏ mà và đưa ra một số những cái phương án, một cái số phương án, nếu như bên này không được thì bên kia sẽ phải xoay. Tóm lại là trong đó nó có cả cái việc là lúc đấy giống như là thủ lĩnh nói là vừa là nghệ sĩ luôn, chuyển từ chèo sang cải lương tuồng cổ vân vân, tất tần tật, cái nguồn lực tất cả tập trung, cái gì mà có thể xoay chuyển được. Và cái người mà chuẩn bị lên K5 còn thiếu 100 điểm thì Hưng kêu gọi tất cả các nguồn lực cả ở tuyến trên hỗ trợ 100-200 điểm, 50 điểm cũng rất là quý. Và tiếp mà Hưng đã xác định là khi mà có hai người lên được tư vấn viên trưởng thì dưới đó sẽ kéo theo là có K5 và dàn trải làm sao có cả K4 để được vào học cái lớp online game. Và sau khi mà tầm 9 giờ là bắt đầu trời mưa bão ầm ra, lúc đấy là thôi coi như là nếu như mà mất điện bây giờ thì thôi coi như là mọi cái nó đổ hết rồi. Và lúc đấy nó lại càng gánh nặng tiếp theo, nếu như không giúp đỡ được người ta lên, mình đã hứa lên tư vấn viên trưởng mà bây giờ không được, tức là mọi cái nó cứ như là treo trên sợi tóc ấy. Thế và sau đến mảnh ghép cuối cùng là lúc 10 giờ là còn một mảnh ghép là xong. Và lúc đấy là mình gần như là một người đứng quan sát để thấy còn hỏng ở chỗ nào là mình chát chít, mình tô vẽ lại để cho bức tranh nó đẹp. Và mọi cái nó kết thúc sau 10 giờ, lúc đấy thì gần như là cái gối của Hưng nó chùn đi và cái tim của mình nó cảm giác như lúc đấy nó nặng kinh khủng ấy, mà người nó cứ kiểu gì ấy. Tức là rất là sung sướng, hạnh phúc khi mà mục tiêu của mình hoàn thành mà nó quá mạo hiểm. Đấy. Lúc mà nghe ở trên The Dream Team có người nói là một ngày hoàn thành được 1.000 thì Hưng đã cảm thấy ôi sao nó tuyệt vời như thế. Nhưng mà bây giờ thì tức là đã phá vỡ mọi giới hạn 5.000 điểm mà vẫn vượt qua được, cho nên là Hưng cảm thấy rất là hạnh phúc. Và khi có một cái bài học mà thủ lĩnh nói là người dẫn đầu là một con sư tử ấy, thì đội quân sẽ chiến đấu như một đàn sư tử đấy, chiến đấu có sức chiến đấu như thế. Và Hưng nghĩ rằng chắc chắn và tin tưởng rằng là cái đội nhóm của Hưng sẽ chiến đấu như thế, bởi vì có một thử thách đã được trải qua như vậy ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Okay, chúc mừng Thanh Hưng. Điều mà Cường quan sát thấy hạnh phúc nhất đấy là điều đầu tiên ấy, khi mà 30 chưa phải là Tết đâu đấy, các bạn đã phá vỡ được một cái niềm tin hạn chế là còn ít thời gian quá không làm được. Thế thì cũng là cùng còn ít thời gian, có người làm được, có người không. Đấy, cái bài học đấy là cái bài học rất là quan trọng. Mình phá vỡ được những cái rào cản, những cái niềm tin hạn chế bên trong. Cái thứ hai là cái tinh thần đồng đội. Chúng ta đã sao chép được một cái tinh thần đồng đội rất là tốt để tiến lên. Xin mời Lão tướng Nguyễn Liên chia sẻ sự hạnh phúc như thế nào khi mà trong đội của mình có hai nhà tư vấn chuyên nghiệp mới. Vâng, xin chào thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trương Huy Cổng, chào toàn thể cả anh chị em trên Zoom. Quả thật là tôi vẫn hôm trước cũng đã nhắn tin trên toàn thể đội nhóm ấy, là thật đến tận hôm nay thì tôi vẫn đang ngất trên cành quất. Vẫn ngất trên cành quất ạ. Quả thật là một mình có một cái sự hạnh phúc vô cùng khi mà đội ngũ của mình chiến đấu máu lửa và đạt được cái mục tiêu, và kiểu gì các bạn ấy đã giành được cái chiến thắng. Và cái vĩ đại ở đây đó là chiến thắng chính mình, chiến thắng ở những giây phút cuối cùng, chứ không phải là cái danh hiệu. Tôi nghĩ là cái danh hiệu đó là một phần thôi, chứ còn cái quan trọng ở đây đó là chiến thắng chính mình. Và chiến thắng trong một cái điều kiện khắc nghiệt và nó không có nhiều cái yếu tố thuận lợi, thì đấy một điều mà rất là hạnh phúc khi mà tôi cảm thấy đến bây giờ và rất là tự hào về đội ngũ của mình. Và tin chắc rằng với một cái chương trình, một cái tinh thần chiến binh máu lửa như thế này thì tháng 10 chúng tôi sẽ xuyên đích nhiều mục tiêu hơn nữa, và sẽ giúp cho rất nhiều các anh chị em sẽ vào cái lớp học The Dream Team, là nơi mà
thực sự ra là vào đấy thì mới thấy là cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào và nó sẽ thăng hoa như thế nào. Và tôi mong rằng là tất cả các anh chị em trong trên Zoom, những người mà chúng ta vẫn còn những cái niềm tin hạn chế, vẫn còn chưa vững vàng lắm, thì hãy ra quyết định và thực hiện điên cuồng cái mục tiêu đấy của mình để có mặt tại Dream Team, lời biến tất cả những ước mơ của chúng ta trở thành hiện thực. Một cái môi trường mà tôi thấy rằng là nó tuyệt vời nhất trong những môi trường tuyệt vời mà tôi đã được chứng kiến. Và xin cảm ơn thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trương Minh Cường, xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã lắng nghe. Cảm ơn nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Luyến đến từ Bắc Giang. Chị Luyến hãy tổ chức một cái chương trình gọi là đi ra salon ô tô ấy, đó, đi ký hợp đồng, tức gọi là ký hợp đồng xe trước đấy, rồi đủ ngày đủ tháng thì đi rước nó về đưa đấy. Mình vừa rồi là đưa đồng đội đi nhận xe, nhưng lần này là đi ra để xem chọn con nào. Chọn xe trước, ký hợp đồng trước, xong rồi mới tiếp tục. Vâng. Trong tháng này đầu tháng tiến hành ngay. Trong tháng trong thời. Vâng. Chúng ta anh em đi chọn xe, ra salon ô tô chọn xe, đấy, xong chụp ảnh thật đẹp, đúng không? Đấy, và nó neo lại cái cảm xúc đấy rất quan trọng đối với lại nhà tư vấn chuyên nghiệp cũng như là đối với các tư vấn viên của mình. Anh em Biên Hòa, Đồng Nai cũng kế hoạch xe hơi của Thông thế nào em ơi? Văn Thông, vừa nãy nhìn thấy Thông à? Rồi, cho anh Thông bận một chút thì chúng ta sẽ chia sẻ sau. Đầu tháng thì bao nhiêu trong số anh chị em tháng này đã có mục tiêu rồi, giơ ngón tay cái. Về cơ bản là đa số anh chị em đều đã có mục tiêu. Ai chưa có mục tiêu cần làm việc với người hướng dẫn của mình ngay lập tức. Đó. Ngay lập tức, bởi vì là không có mục tiêu là mình sẽ bị lạc trong tháng và mình sẽ lãng phí rất nhiều nguồn lực. Khi có mục bắt đầu tháng là cần phải có mục tiêu. Và tháng này, hôm nay đội leader đã họp và tháng này chúng ta, Việt Nam chúng ta có 7 mục tiêu thủ lĩnh quốc gia. Có một mục tiêu thủ lĩnh vàng quốc gia và một mục tiêu thủ lĩnh quốc tế. Đấy, tháng này Cường sẽ chiến quốc tế. Anh chị em gửi nguồn lực để chúng ta có 7 quốc gia, một vàng và một quốc tế Việt Nam. Rồi, cảm ơn cả nhà. Đấy, cho nên là sáng nay Cường có đăng trên Facebook với Tổ quốc ơi, có bao giờ đẹp như hôm nay? Ta đang sống những ngày chói lọi của Tổ quốc yêu thương, Tổ quốc Việt Nam anh hùng. Chúng ta sẽ làm nên lịch sử, không gì là không thể. Đội Tây họ chưa bao giờ làm, tôi nghĩ là chưa có một cái quốc gia nào làm được một tháng. Và khi mà nếu mà chúng ta hoàn thành mục tiêu nữa, một tháng 7 quốc gia, một vàng và một quốc tế thì phải nói là long trời nở đất, đấy là điều chắc chắn. Đấy, và cái mục tiêu đấy là cả mục tiêu Việt Nam của chúng ta. Và không phải là những anh chị đạt quốc gia rồi vàng rồi quốc tế, là bởi vì nó là cả một đất nước, đúng không? Mục tiêu của cả một quốc gia. Và khi mà chúng ta hoàn thành mục tiêu lớn đấy ấy, thì tất cả anh em được nhờ hết, nước lên thì thuyền lên. Bởi vì cái năng lượng đấy là cái năng lượng chung của cả nước, năng lượng chung của cả hệ thống. Thì chúng ta sẽ phát triển như vũ bão. Và trong cái khí thế đó, mỗi anh em chúng ta ở dưới, đúng không? Bởi vì chúng ta chỉ đi sau thôi. Mình có mục tiêu của mình và mình hoàn thành mục tiêu của mình, có nghĩa là mình sẽ hoàn thành mục tiêu của đội. Và mình hoàn thành mục tiêu của đội, có nghĩa là mình sẽ hoàn thành mục tiêu của hệ thống S9. Hệ thống hoàn thành có nghĩa là sẽ hoàn thành mục tiêu quốc gia, đúng không? Đấy, cho nên là anh chị em tất cả chúng ta ấn định được đích đến thì mới tìm được đường đi. Ta phải có đích thì mới có chiến lược. Nếu mình không có mục tiêu là mình không biết đi đường nào cả. Không có đích là mình sẽ bị lạc, không có đích mình sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Không có mục tiêu mình sẽ lang thang rồi lướt Facebook rồi Zalo một cách vô định, bởi vì mình không có đích mà. Không có đích là mất, bởi vì chúng ta biết là cái thứ mà nó gọi là cái gì? Tham nhũng ấy thì nó không mất nhiều tiền bằng lãng phí đâu. Và người Việt Nam của chúng ta có một đặc điểm so với lại bọn Singapore này, Nhật Bản, tức là về chỉ số IQ ấy là chúng ta không có thua kém đi chúng nó cả, kể cả Do Thái. Nhưng cái năng suất lao động thì người Việt Nam chúng ta lại thấp hơn chúng ta. Năng suất lao động ấy, cái productivity ấy, là Việt Nam chúng ta thấp hơn.
Thế thì để có một cái năng suất lao động cao thì mình cần phải có mục tiêu. Nếu không có mục tiêu là mình làm đến đâu thì đến, được thì được, không được thì thôi. Anh chị em mình được. Cho nên phải ấn định ngay. Và tất cả chúng ta đang ngồi đây này là chúng ta đang làm nghề doanh nhân. Mình phải nhớ cái nghề của mình là nghề doanh nhân, chứ không phải là cái nghề mà chúng ta đi làm công ăn lương. Nghề làm công ăn lương là mình làm theo kế hoạch của người khác, mình làm theo mục tiêu của người khác. Còn ở đây mình đang làm nghề doanh nhân, và doanh nghiệp của mình chính là cái tên của mình. Doanh nghiệp của mình chính là từ mình trở xuống, đúng không? Đấy. Thế cho nên là mình phải biết, phải hiểu rõ về đặc điểm nghề nghiệp của mình, chứ không mình nhầm nghề. Ví dụ ai đó đang làm thầy giáo vào đây và tưởng vẫn là thầy giáo, không phải. Ai đó đang làm ngân hàng vào đây làm ngân hàng, không phải. Ai đó đang làm cán bộ y tế vào đây làm nghề cán bộ y tế, không phải. Nghề của chúng ta ở đây là nghề doanh nhân, và mình phải rất rõ ràng với nghề nghiệp của mình. Và nghề doanh nhân là nghề gì? Nghề doanh nhân là nghề đi giải quyết vấn đề, còn gọi là nghề doanh nhân. Nghề doanh nhân là nghề đi giải quyết vấn đề. Mình giải quyết vấn đề cho mình, giải quyết vấn đề cho đội nhóm, giải quyết vấn đề cho thị trường, đúng không? Nghề doanh nhân là nghề đi giải quyết vấn đề. Vấn đề càng lớn, trên quy mô lớn, mình giải quyết được thì phần thưởng càng lớn. Tiền là phần thưởng. Đấy, vì vậy mà bắt đầu chúng ta có một số bạn mới, có một số bạn 1, 2, 3, 4, 5 tháng, đúng không? Chúng ta hiểu rõ cái nghề của mình thì mình mới làm được. Chứ mình làm nghề doanh nhân mà lại làm bằng tác phong, hình ảnh, thói quen, suy nghĩ của nghề khác là mình không thành công được. Mình làm nghề doanh nhân. Nó rất là khác. Đúng không anh chị em? Thế thì nó cần phải có một cái quá trình chuyển đổi. Ai chuyển đổi nhanh, thay đổi nhanh, người thành công nhanh. Ai chuyển đổi chậm, thay đổi chậm, người sẽ thành công chậm. Đó. Nghề doanh nhân là nghề đi giải quyết vấn đề. Được gọi là nghề doanh nhân. Nghề doanh nhân là nghề giúp đỡ người khác. Giúp 10 người tiền nó khác, giúp 100 người tiền nó khác, giúp 1000 người tiền nó khác, giúp vạn người tiền nó khác, và đương nhiên giúp triệu người tiền nó khác. Tiền nó là phần thưởng cho cái việc khả năng giúp đỡ. Vì vậy mà doanh nhân là người học tập suốt đời. Có một lần khi mà ông Bill Gates ông sang Việt Nam, ông nói chuyện ở cái trường đại học Bách Khoa ấy, có một cái cậu học sinh, cậu ấy hỏi là thế thì tại sao ông học hết 2 năm đại học mà ông nghỉ, thì ông lấy kiến thức ở đâu để ông lãnh đạo mà có thể thay đổi thế giới, xây dựng được một cái đế chế Microsoft. Thế thì ông Bill Gates ông rất là ngạc nhiên, ông bảo cái người phiên dịch là dịch lại cho ông nghe. Và dịch đến lần thứ 2 ông bảo vẫn ông chưa hiểu, và dịch lại lần thứ 3 thì ông ấy bảo, ông ấy nghĩ trong đầu đúng là quá ấu trĩ, đúng không? Tức là cái việc học ở trường nó khác với lại cái sự học. Sự học là cả đời. Anh chị em mình hiểu, sự học là cả đời. Thế còn học ở trường lớp ấy, nó chỉ cho chúng ta những cái kiến thức để chúng ta có một cái công việc ổn định nào đó, để chúng ta tồn tại được. Còn nếu mà chúng ta muốn quyết định được cuộc đời của mình, xứng đáng được ở những nơi mà mình muốn, xứng đáng được khám phá thế giới này, mình xứng đáng được đi những chiếc xe mà mình thích, mình xứng đáng là nâng cao cái tiêu chuẩn sống của mình lên, thì phải học cả đời. Đấy là điều chắc chắn. Tất cả các doanh nhân triệu phú và đa triệu phú, họ đều học cả đời hết. Và học ở cả đời nó không phải giống như học ở trường lớp. Trường lớp là nhồi nhét thông tin, trường lớp là nhồi nhét kiến thức, đúng không? Việc của chúng ta là học cả đời. Thế cho nên là S69 chúng ta có một cái văn hóa rất là hay. Đây là văn hóa học tập. Ai mà thích học tập thì người đấy sẽ thành công hơn người khác, nhanh hơn người khác, bứt phá hơn người khác. Đấy. Cho nên là điều đầu tiên anh chị em chúng ta thấm nhuần nghề doanh nhân. Và để làm được cái nghề này, bởi vì cái nghề này nó khác với nghề khác. Những nghề khác ấy, người ta nhìn thấy vấn đề là đầy nỗi sợ hãi, đúng không cả nhà? Bao nhiêu trong số anh chị em mà thấy được rằng là thường con người ta thấy vấn đề là bắt đầu rất là nhiều nỗi sợ thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Thế còn nghề của mình là gì? Thấy vấn đề thì mình phải biết được rằng là việc của mình đây rồi. Đúng không? Khi mình thấy vấn đề thì
việc của mình đây rồi. Vấn đề của khách hàng, khách hàng có vấn đề về sức khỏe, à đây việc của mình. Khách hàng muốn giải quyết vấn đề khách hàng hoặc là ứng viên không có tiền, đây là việc của mình. Đó ạ. Ai đó mà phá sản, đây là nghề của mình rồi, mình giúp họ khởi nghiệp lại. Ai đó muốn khởi nghiệp, họ không biết cách nào, đây là nghề của mình, đây là việc của mình. Bao nhiêu trong số anh chị em đã hiểu rồi, chưa giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Bạn Bùi Ngọc Lượng chia sẻ cái nào, nghề doanh nhân. Đấy, chia sẻ lại để nó neo vào não bộ anh chị em ạ. Xin chào tất cả mọi người, xin chào thị trường Bắc Giang và Biên Hòa, xin chào thủ lĩnh ạ. Ok, xin chào Lượng. Theo Lượng thì nghề doanh nhân thì chúng ta phải luôn luôn có một cái tâm thái là phải học tập thật là nhiều, và cái công thức của chúng ta là áp dụng là 80% học tập để truyền lại cho người khác, thì đó là, và 18% thì tuyển dụng và 2% là bán hàng thôi, thì cái này hoàn toàn đúng với Siri chứ không đúng với các công ty khác. Thế thì Lượng cũng bây giờ là hiện tại Lượng cũng đang ra sức học tập, có nghĩa là nghe những cái video clip của những người thành công đã từng đi nước ngoài về giảng dạy, thì Lượng đang hàng ngày đêm cũng học. Đấy, liên tục, và làm sao đó để thay đổi được chính bản thân mình, khi mình hoàn thiện được mình thì bắt đầu mới hoàn thiện được người khác, làm người khác ảnh hưởng chứ không phải là mình đi hoàn thiện người khác và làm cho người khác ảnh hưởng đó. Thì Lượng sẽ quyết tâm cùng với đội nhóm xây dựng một cái đế chế kinh doanh theo mạng, đến năm 2030 sẽ là một cái đế chế kinh doanh theo mạng hàng đầu thế giới. Yes. Ok. Đấy, chắc là ngôn từ nó phải cứng như đá, chắc như bắp, đúng không nào? Đấy, thế thì mình sẽ đạt được. Rất tuyệt vời. Cảm ơn Bùi Ngọc Lượng. Chúng ta đang làm nghề doanh nhân. Và nghề doanh nhân, mình luôn luôn nhớ là khi bắt đầu mình bước vào công việc này là mình phải thấu hiểu nghề của mình là nghề doanh nhân. Nghề doanh nhân là nghề đi giải quyết vấn đề. Xin mời Nguyễn Thị Thu chia sẻ. Rồi, xin chào thủ lĩnh và tất cả các anh chị em đang ở trên Zoom. Thì như thủ lĩnh nói là chúng ta là cái nghề doanh nhân là chúng ta đi giải quyết mọi vấn đề. Thì như bản thân Thu ấy là giải quyết mọi vấn đề này mà Thu đi lệch hướng, là bản thân Thu là bị gặp về vấn đề về sức khỏe rất là nhiều, nên là Thu cứ trước đây là Thu cứ đi giải quyết vấn đề, là đi giúp mọi người là về vấn đề về sức khỏe, nên là mọi người cùng đi theo những cái đa như vậy. Nên là giờ bây giờ Thu đã cùng biết được, học ở trong cái môi trường F69 và học được rất là nhiều, các thủ lĩnh đã dạy và truyền lại cho Thu những cái kiến thức, thì mình nói đi giải quyết biết vấn đề cho tất cả mọi người những cái vấn đề đó. Nhưng mà giờ mình đi giải quyết vấn đề là giờ mình muốn doanh nghiệp của mình phát triển nhanh hơn nữa, thì mình giải quyết vấn đề là ai mà thích tự do và thích giúp đỡ người khác thì mình sẽ giải quyết vấn đề như vậy thì sẽ thành công nhanh hơn. Thì mình sẽ truyền lại cho mọi người những cái kiến thức, và ở trong này, trong cái mọi vấn đề là F69 này sẽ giải quyết cho mình mọi vấn đề, thì mình sẽ hoàn thành cái doanh nghiệp của mình nhanh hơn nữa. Ok, cảm ơn Nguyễn Thị Thu. Nguyễn Thị Thu này trẻ thế nhỉ, tóc mới à? Yeah. Ông xã ngồi cạnh không? Dạ không ạ, hôm nay ông xã đang đi làm công việc truyền thống. Ok, đấy anh em nhanh chóng thành công để trả tự do cho cái gì chị nhỉ? Nguyễn Như Trì ạ. Nguyễn Như Trì, rồi. Cảm ơn chia sẻ của Nguyễn Thị Thu. Thu vừa chia sẻ cả nhà nhé, bởi vì sản phẩm chúng ta đôi khi tốt quá. Vì doanh nhân là người đi giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề sức khỏe cho người khác cũng là việc của mình, nhưng cái việc đấy là việc nhỏ. Cái việc to hơn ấy, cái vấn đề to hơn là làm sao để giúp cho một con người tự do, đấy mới là vấn đề to, đúng không?
mình giúp cho cái người nào có khát khao tự do, khát vọng tự do ấy. Bởi vì cái người có khát vọng thì họ sẽ học và họ sẽ chiến đấu mãnh liệt. Thế còn người mà chỉ muốn khỏe không ấy thì cũng được, nhưng mà bởi vì cái mong muốn của họ là chỉ khỏe thôi. Nhưng cái người mà có khát khao tự do ấy, thì họ mới chiến nó mới ác, chiến nó mới máu. Cảm ơn Nguyễn Thị Thu. Tháng bây giờ chúng ta sẽ xem là có muốn nghe mục tiêu một chút tháng này. Thông đã quay trở lại giúp cho em. Phạm Văn Thông. Em vào rồi, em vào từ đầu nhưng mà do em ở trên cao quá, sóng này yếu, bây giờ em xuống tầng dưới rồi. Ok, mục tiêu tháng này là gì em? Em sẽ xuyên chân bằng được thủ lĩnh. Bởi vì mục tiêu rõ ràng, kế hoạch là mục tiêu rất là chuẩn để làm. Và em rất là biết ơn những cái chương trình học tập buổi tối ngày hôm qua. Phải nói là buổi tối ngày hôm qua thì các cấp độ lãnh đạo và mình biết được để đội của mình đi nhanh hơn thì mình phải làm gương. Trong cái vấn đề học tập là quan trọng nhất. Thế thì buổi tối hôm qua thì 5 cấp độ học tập và cái lãnh đạo, 5 cấp độ lãnh đạo thì cái cấp độ lãnh đạo mình biết chính xác mình đang ở đâu để mình truyền cảm hứng, để mình dẫn dắt, để mình nói chuyện với mọi người. Thế thì ngày hôm nay thì sau khi mà em đi học những lớp kia về thì em thấy là học ở S69 rất là tuyệt vời. Cho nên là em học được 5 cấp độ lãnh đạo và 3 cấp độ học tập. Và cái cấp độ học tập quan trọng nhất đó là học tập để chỉ lại cho người khác, hay anh Cường nói là dạy cho người khác ạ, chứ không phải là học tập theo đánh giá, không phải học tập theo cái mục tiêu của mình đề ra, không phải. Và cái học tập quan trọng nhất để thành công, để xuyên được đích, đó là học để dạy cho người khác, đó là cái cấp độ học cao nhất của em. Và cái chiến lược xây dựng hệ thống thế thì cái chiến lược quan trọng nhất là luôn luôn tuyển ra cái tầng 1 cho mình và đào tạo ra những người lãnh đạo của mình. Thế thì muốn đào tạo được cái người lãnh đạo của mình thì mình phải dành 80% cho những ứng viên tàu vàng của mình, và làm sao phát hiện ra chân dung của người tàu vàng để hỗ trợ họ, để họ đạt được cái mục tiêu. Và một số những cái sai lầm của tư vấn viên, đặc biệt là hôm qua anh Cường nói rất rõ về cái K6, và những người mà như K6 thì hay bị dối cái trong cái thời gian, mình không biết xác định, không biết quản lý được cái thời gian của mình. Thế thì đấy là một trong những cái lớp học mà em thấy là mình chỉ có ra ngoài mình trả giá rồi mình mới thấy quý chứ trân trọng. Và làm sao để hệ thống của mình tối đa hóa mọi người để được vào bằng được cái lớp Dream Team, cái lớp trường chuyên lớp chọn đó. Thế thì em rất là chi tiết trong cái vấn đề học tập hàng ngày, để thứ nhất làm gương, và từ nay trở đi thì em biết cách, giống như anh Cường ngày hôm qua hỏi, sau khi mà các cấp độ lãnh đạo bộ, như thế nào á, bộ câu hỏi cốt đúng không? Rồi được rồi, bây giờ mục tiêu tháng này thủ lĩnh này, ai lên chuyên nghiệp? Dạ, thế thì hiện nay thì có 3 ứng viên của em nên cam kết với em là nên tư vấn viên chuyên nghiệp. Cho nên là trong đó thì em sẽ đồng hành cùng với lại những cái đội ở Biên Hòa này, đội Long Khánh này và đội Thành phố Hồ Chí Minh, thì các bạn rất là quyết tâm để làm sao có được cái kết quả nhanh nhất. Bởi vì thời hạn là 3 tháng thì bây giờ đã là tháng thứ 2 rồi. Thế thì chỗ đội của bạn Thẩm cũng rất là đặt ra cho mình những cái mục tiêu rất là rõ ràng. Đội của bạn Mến, ngày hôm qua em thấy các bạn đặt cái mục tiêu thì em thấy là rất là cảm xúc. Bởi vì mục tiêu của đội Biên Hòa, đội bạn Mến lên đến hơn 40.000 điểm. Thế thì đấy là một trong những cái thể hiện cái sự quyết tâm của các bạn rất là tốt. Và đội Long Khánh thì hôm qua thì ngày mùng 1 đầu tháng thì em có làm việc ở thị trường Long Khánh và cùng với lại anh em để làm sao để tháng này cũng phải xuyên cho nũng đích. Để làm sao đó thì em phân ra các bạn ngay từ ban đầu là phải đo lường được ngày hôm nay làm việc. Và như buổi tối hôm qua thì cốt lại của các bạn, của bạn Anna là mỗi buổi tối làm lại, ngồi lại xem là ngày hôm nay hiệu suất của mình như thế nào.
đủ chưa, có hoàn thành được hay không, để cải tiến ra đi để xuyên cho bằng được, chứ không thể nào hô khẩu hiệu được. Và cái đó là một cái mà em học được ở bạn Anna buổi tối ngày hôm qua rất là nhiều. Quan trọng nhất là buổi tối ngồi lại xem ngày hôm nay mình đã làm việc được những ai, như thế nào, bao nhiêu người từ chối, bao nhiêu người đồng hành, bao nhiêu việc mình đã làm được. Đó là cái mà em học được buổi tối ngày hôm qua. Yes. Rồi, Biên Hòa, mục tiêu hay quá. Một thủ lĩnh này, thêm mục tiêu thủ lĩnh nữa nào. Quý Huy chia sẻ mục tiêu tháng này. À, Mến chia sẻ trước rồi đến Quý Huy. Xin mời Mến em. Xin chào thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trung Huy Cường. Rồi, xin chào em. Dạ vâng ạ, và chào tất cả mọi người. Đầu tiên đến mục tiêu của toàn đội hệ thống S69, mình thấy hạnh phúc quá. 7 mục tiêu thủ lĩnh quốc gia đúng không ạ? Đúng rồi. Mục tiêu thủ lĩnh vàng quốc gia, rồi là cái tuyệt vời nhất là thủ lĩnh đứng đầu chúng ta, thuyền trưởng tuyệt vời nhất. Thì tháng 10 này đúng không ạ, bọn em sẽ gửi hàng ngàn cái năng lượng tích cực nhất, tuyệt vời nhất đến thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trương Huy Cường để xuyên tích, đúng, đi hết sơ đồ trả thưởng đúng không ạ? Đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy là cái hệ thống của chúng ta hùng mạnh tuyệt vời như thế nào. Và trước khi em chia sẻ mục tiêu của em, cho em 2 phút thôi. Dạ, em nói về người chị này đây ạ. Người chị em mới tinh, đúng không ạ? Mới tinh, mới tuyển dụng, mới chiêu mộ được ạ. À, và trong cái hệ thống làm việc của anh vợ chồng anh chị Thu Lượng, Bùi Ngọc Lượng đấy ạ. Thì khi mà chị nghe cái đầu tiên thôi chị, em thấy chị rất là thích thú. Bởi chị thấy là bên đây phát tập trung phát triển bản thân nhiều quá. Thì đó là cái mà em thấy là bên mình đạt được. Và những anh chị em nào mà đã là Phật tử nhà Phật đó, thì thấy rằng là bên S69 chúng ta đi sâu vào giá trị đạo đức gốc rễ rất là nhiều, mà trồng được cái đức thì mặc sức mang đúng không ạ? Vậy thì đã có một cái gốc rễ nền tảng tuyệt vời như vậy, anh chị em chúng ta chỉ cần học tập và xuyên những cái mục tiêu mà chúng ta đề ra thôi. Và cái mục tiêu tháng 10 này của em đó là mục tiêu của em là thủ lĩnh, tối thiểu phải đạt được thấp nhất là nhà tư vấn chuyên nghiệp. Còn mục tiêu em đưa ra thủ lĩnh ngày hôm nay thì cũng họp mặt với các anh em online từ xa rồi và tập trung tuyển dụng nữa. Đó, mục tiêu của em là tháng này lên thủ lĩnh chứ không dừng lại nhà tư vấn chuyên nghiệp, nhưng mà thấp nhất phải đạt được nhà tư vấn chuyên nghiệp. Trường hợp mà nó chưa lên được thủ lĩnh thì thấp nhất phải đạt được cái mục tiêu đó. Thế đó là cái mà em cũng rất muốn là truyền cả năng lượng yêu thương tích cực nhất với tất cả mọi người đúng không ạ? Hệ thống Bắc Giang, hệ thống Biên Hòa, Phú Thọ đúng không ạ? Đang ngồi ở đây đúng không ạ? Chúng ta tháng này là tập trung đúng không ạ? Đầu tiên là thủ lĩnh đứng đầu chúng ta là thủ lĩnh quốc tế rồi đúng không ạ? 7 thủ lĩnh quốc gia đúng không ạ? 1 thủ lĩnh vàng quốc gia nữa, thì hệ thống của chúng ta cứ thế theo đà mà chạy thôi. Và anh chị em chúng ta cái mục đích mà nhân văn nhất đó là chúng ta cùng giúp tất cả mọi người hoàn thiện bản thân và làm giàu tập thể. Một người đã giàu có rồi đúng không ạ, hoàn thiện được bản thân nữa thì em nghĩ rằng chúng ta, hệ thống của chúng ta là tài và đức đều chọn đủ. Và Mến hạnh phúc vinh dự vì được cống hiến trong cái môi trường này, mặc dù thì Mến thì cũng tự do tài chính rồi, không phải lo gì tiền bạc nữa, nhưng được trong cái môi trường cống hiến là tuyệt vời như này, Mến hạnh phúc từng ngày. Nó như thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trương Huy Cường, cái câu đó hình như nó nạp vào trong tế bào của em rồi hay sao, bây giờ là em sao chấp tuyệt đối câu ấy của thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trương Huy Cường. Nên chúc tất cả anh chị em tháng 10 này chuyên đích thành công, đưa mục tiêu, bám sát mục tiêu, hành động liên tục, chia sẻ liên tục, và giao bạn chúng ta sẽ đạt được kết quả ngoạn mục nhất trong tháng 10 này đúng không ạ? Mong rằng là ngày 30 chúng ta được vinh danh rầm rộ trên S69 Dream Team. Chúc tất cả anh chị em chuyên đích thành công ạ. Ok, cả nhà gửi năng lượng cho Thông và Mến chuyên đích thế nào? Yes. Ok. Yes. Được rồi, xin mời Nguyễn Quý Huy. Yes, chào cả nhà, bây giờ lại được lên sân khấu. Mục tiêu thì ngay từ 0 giờ 30 phút Huy đã biết rồi, sau đó mới họp anh em. Thì khi mà trong tiềm thức đã viết ra là mục tiêu năm nay tháng này là có trong đội ngũ 2 thủ lĩnh, 2 nhà tư vấn chuyên nghiệp, 2 tư vấn viên cao cấp và tổng doanh số là 66.000. Thế đó lúc là 0 giờ 30 của đêm 31 ấy, xin lỗi, của sáng mùng 1 sớm ấy. Thế thì khi mà họp các anh chị em ấy, thì mục tiêu có tăng lên. Đó, sau họp các anh em thì có một số các anh chị là quyết tâm lên nhà tư vấn chuyên nghiệp, có thể tăng thêm một nhà tư vấn chuyên nghiệp nữa. Và với những cái kế hoạch như vậy ấy, thì tận dụng tối đa cả nguồn lực về online và offline. Tận dụng tối đa cái nguồn lực online và offline, và cái quan trọng nhất ấy, là để cho doanh nghiệp nó thay đổi thực sự thì phải thay máu doanh nghiệp. Và như cái bài học hôm qua đấy là phải thay máu doanh nghiệp. Một doanh nghiệp mà dùng cái dòng máu cũ lâu nay vẫn không phát triển được, có nghĩa là bị nhiễm độc rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta vừa khởi động lại, đâu thanh lọc cho cái nguồn máu đó nó sạch sẽ và tăng thêm cái nguồn máu mới, có luồng gió mới vào chắc chắn nó sẽ chạy ào ào rồi, không có vấn đề gì cả. Và chắc chắn và từ làm từ đầu đúng không? Từ ngày mùng 1 trở đi là đã bắt đầu phải làm rồi. Huy đã đưa ra cái chiến lược là mỗi ngày phải hoàn thành doanh số cá nhân là 80 điểm. Và ngày hôm qua đã hoàn thành doanh số cá nhân 100 điểm rồi. Tức là 80 điểm thì một ngày đến 1.000 điểm. Và 1.000 điểm thì có vẻ là cho những cái người mà đang lãnh đạo rồi thì chả cần thiết, nó phải nhiều như vậy. Nhưng đó là cái cách để làm sao mà sao chép hoặc là chỉ cho anh em được rằng á, làm cái việc này nó không phải là khó. Đúng không? Nó không phải là khó. Và đương nhiên
theo cái lịch mà tuyển dụng thì cứ phải 1,5 ngày là phải có một hợp đồng mới. Và nếu mà không làm được như vậy thì trong cái 10 ngày đầu chúng ta kiểm tra lại, xem xét lại, đo đường lại, và trong 10 ngày giai đoạn giữa chúng ta phải bổ sung. Vì đang lên một cái kế hoạch đó là gì? Ngày hôm nay chúng ta đã gieo nhiều rồi, trước đây Huy lên kế hoạch là chia 3. 10 ngày đầu là gieo, 10 ngày giữa là gặt và 10 ngày cuối cùng là đào sâu. Nhưng ngày hôm nay là gieo nhiều rồi, bây giờ vừa gieo vừa gặt trong cái 10 ngày đầu luôn, chứ không phải ngồi gieo nữa. Đó là cái kế hoạch mục tiêu của đội từ Huy trở xuống. Và ở trong cái thị trường không phải là Biên Hòa Đồng Nai mà đội ngũ thì rất là rộng, đúng không? Lạng Sơn có này, Phú Thọ có này, rồi là những cái tỉnh lẻ khác nữa, rồi Sài Gòn, rồi miền Tây, vân vân, thì đã coi như là một, và chúng ta sẽ cùng nhau chiến. Thị trường Biên Hòa Đồng Nai sẽ là thị trường bản đảo. Đó là cái mà cũng đang mong muốn lan tỏa tất cả những giá trị đến anh em. Và chắc chắn một điều rằng những thành viên ở Biên Hòa, đúng không, sẽ là một cánh tay nối dài của đội Champion Team, là một cánh tay nối dài của S69 và của tập đoàn để lan tỏa cái giá trị này ra. Huy đang hình dung trong đầu là gì? S69 và Siri Việt Nam sẽ mang Siri đến 97 triệu dân ở Việt Nam, ai cũng được dùng Siri, mặc dù đó chỉ là một quái trà. Ok. Đó là mục tiêu và kế hoạch rõ ràng tháng 10 của đội Champion Team. Thank you. Anh chị em chúng ta giơ tay ra cái 1, 2, 3 lên nghe nào. 1, 2, 3, lên. 2, 3, lên. Rồi, tất cả chúng ta cùng lên nhá. Chị biết tháng này mục tiêu của Bắc Giang thế nào? Thủ lĩnh, tháng này mục tiêu của Bắc Giang vẫn là mình sẽ đặt mục tiêu là lên thủ lĩnh 55.000 điểm. Và mình vào dưới mình là hai nhà tư vấn chuyên nghiệp và giúp thêm các bạn vào để vào đào tạo, nhà đào tạo. Với mục tiêu của chúng Bắc Giang chúng tôi đó là sẽ mang từ giờ đến kết thúc năm 2020 chúng tôi sẽ mang ít nhất 3 chiếc xe hơi về với thị trường Bắc Giang và mong là bùng nổ thị trường Bắc Giang và các tỉnh lân cận nơi có hệ thống tư vấn viên của chúng tôi đang cống hiến cho hệ thống. Cảm ơn. Cảm ơn chị Liên. Cả nhà cảm nhận được một cái khí thế rất là hừng hực, một cái năng lượng, một cái phong trào đang lên rất là mạnh mẽ. Thế cho nên là anh chị em chúng ta phải thừa thắng xông lên. Để hoàn thành được mục tiêu thì thứ nhất phải có mục tiêu. Đấy là điều chắc chắn rồi. Cái thứ hai ấy, là cái việc mà chúng ta tập trung vào các cái hành động hàng ngày. Bởi vì sao? Cứ mỗi bước đi nhỏ thì sẽ tạo thành công lớn. Có mục tiêu cả tháng thì mình cần phải có cả mục tiêu một ngày. Một ngày mình phải biết tập trung. Cái từ khóa rất là quan trọng. Luôn luôn để nhắc mình ấy. Luôn luôn để nhắc mình từ cái câu hỏi đầu tiên là mục tiêu của bạn là gì. Thường xuyên đặt câu hỏi cho mình. Và tuyên bố mục tiêu đó. Hàng sáng ở trong chúng ta có cái bản tuyên bố đấy. Đúng không? Chúng ta có bản tuyên bố. Thì thêm cái tuyên bố mục tiêu của mình vào. Đấy. Đúng, tháng này là cái gì? Tuyên bố nó vào để chúng ta neo trong cái tiềm thức của mình và chúng ta phát cái thông điệp đấy lên vũ trụ. Khi mà Cường tập thể dục hay là chạy ấy, thì là thường có thói quen là gieo vào tiềm thức. Đấy, ví dụ có một đoạn để chạy là gieo và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Tức là cứ theo nhịp thở, hít hít thở thở, tức là chạy hai bước hít vào và hai bước thở ra, thì cứ hít hít thở thở, thì lúc đấy là đồng thời là gì, bắt đầu gieo vào tiềm thức. Ví dụ làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn thì nó vào đúng cái nhịp đấy, đúng không? Làm phúc hưởng lộc là hít hít thở thở, đúng không? Trung thực quyết liệt, khác biệt vượt trội, vô địch chiến thắng. Đấy, tức là mình gieo cái cách gieo vào tiềm thức thế rồi. Thủ lĩnh quốc tế 2020 thì đúng không? Cả nhà thấy không? Hít hít thở thở. Thủ lĩnh quốc tế 2020 biệt thự Hy Lạp, hít hít thở thở. Đấy. Và sao? Cứ gieo vào tiềm thức như vậy. Để sao? Để luôn luôn nhắc nhở mình, để mình biết chính xác là mục tiêu của mình là gì. Cái để muốn hoàn thành mục tiêu số 1 phải có mục tiêu. Cái thứ hai là thường xuyên nhắc nhở mình mục tiêu của mình là gì. Và làm bất cứ việc gì để mình tập trung cao ấy, và để nó không bị lạc hướng, thì mình hỏi mục tiêu của mình là gì. Mục tiêu của mình là gì? Và câu hỏi số 2 là mình đang tập trung vào điều gì? Mình đang tập trung vào điều gì? Khi mà mình đang tập trung vào điều gì? Đấy. Hay hỏi cụ thể hơn là cái việc mình đang làm này, nó có giúp mình hoàn thành mục tiêu không? Việc mình đang làm có giúp hoàn thành mục tiêu không? Nếu mà mình đang làm cái việc gì đấy mà mình đặt câu hỏi đấy, mình sẽ tỉnh thức ngay,
là mình sẽ xem xét ngay là cái việc mình đang làm nó có giúp mình hoàn thành mục tiêu không. Cái việc có thể mình đang kêu ca một cái điều gì đó, đúng không nào? Đấy. Có thể mình đang buôn dưa lê nói về đội này đội kia, ví dụ thế, đúng không? Đấy, có thể nó là mình chắt chít một cách gọi là vô thức ấy, có nghĩa là nó không giúp mình thực hiện mục tiêu. Thì cái câu hỏi đó nó giúp cho mình quay trở về hiện tại, nó giúp cho mình hiện diện, tức là cái sự hiện diện, sự tập trung, sự đặt để tâm vào nó rất quan trọng trong vấn đề, trong việc hoàn thành mục tiêu. Mục tiêu của mình là gì? Mình đang tập trung vào điều gì? Và cái việc mình đang làm có giúp mình thực hiện mục tiêu không? Việc mình đang làm có giúp mình thực hiện mục tiêu không? Cái khác nhau của người thành công và người chưa thành công, nó chỉ khác nhau, một là có mục tiêu, hai là tập trung cao độ vào những việc để hoàn thành mục tiêu đó thôi. Bởi vì nếu mà mình đang tập trung vào cái việc gì đó mà nó không giúp mình hoàn thành mục tiêu thì việc của mình là bỏ, đúng không? Việc của mình là loại đi rất là nhanh. Đấy là cái cách để mình hoàn thành mục tiêu. Rồi nữa là gì? Khi chúng ta đã có mục tiêu lớn thì cái tốc độ và cường độ, tốc độ phải nhanh và cường độ phải cao. Tốc độ nhanh và cường độ cao. Tốc độ nhanh, ví dụ tốc độ chia sẻ. Một cuộc chia sẻ mình không thể chia sẻ 2 tiếng đồng hồ được. Nó phải nhanh hơn, đúng không? 30 phút, ví dụ như vậy. Tốc độ phải nhanh, cường độ phải cao. Bởi vì nó còn một cái chi tiết này nữa cả nhà, chúng ta hết sức lưu ý. Nếu mà mình chia sẻ với một ai đó mà mất 2 tiếng mới chốt ấy, và người ta vào và người ta áp dụng, sao chép đúng cái mô thức đó, người ta đi tuyển dụng người khác cũng mất 2 tiếng, thì nó rất lâu. Và nếu như người ta được tuyển dụng trong vòng 30 phút, rồi sau đó người ta áp dụng cái mô thức đó, thì nó sẽ nhân bản nhanh. Và thành công của một cuộc gặp luôn luôn là những cuộc gặp lần tiếp theo. Có thể cuộc đầu mình chưa chốt, đến đó mình dừng lại, đúng không? Mình ra cho mình một cái kỷ luật để mình sao? Mình tiếp. Còn nếu mà mình cảm nhận, là thêm nữa và mình chốt được thì ok, mình nỗ lực thêm một chút nữa để mình chốt. Còn nếu mà mình cảm nhận cần phải có cuộc gặp lần tiếp theo thì việc của mình là dừng lại và quảng bá đến cuộc gặp lần tiếp theo. Gặp có thể gặp lại mình, và nếu gần sự kiện nào chúng ta phải đẩy họ vào sự kiện ngay lập tức. Đẩy họ vào môi trường, vào các buổi coaching này, vào các buổi tối thứ ba, tối thứ sáu này, vào các buổi tối thứ tư, tối thứ chủ nhật này, vào các buổi OPP sáng thứ tư, sáng thứ bảy này, để họ cảm nhận môi trường. Mình đi gieo thôi, gieo duyên, đừng có sợ mất. Đó. Thành công, tặng cả nhà một cái bí quyết, thành công bằng không tiếc người. Thành công bằng không tiếc người. Khi mình không tiếc người ấy, là nghị lực của mình nó tăng lên rất mạnh rồi. Thành công bằng không tiếc người. Mình còn tiếc người có nghĩa là mình còn yếu, nghị lực còn thấp. Bởi vì chúng ta biết là vạn sự do nhân duyên hết, đúng không? Tất cả là do phước đức và nhân duyên hết. Nếu mà có nhân duyên thì cách xa ngàn trùng vẫn có thể kết nối được với nhau. Nhưng mà vô duyên thì ngồi đối diện thì nó cũng chẳng có duyên, đúng không? Nếu mà không đủ duyên thì có mà ngồi đối diện thì nó cũng không có. Nên đấy, do nhân duyên mà chúng ta có thể kết nối. Huy thì tự Biên Hòa Đồng Nai này, chị Liến mãi trên Bắc Giang này, đấy, rồi các anh chị em khác, chúng ta mỗi người một nơi, nhưng do nhân duyên. Thế thì dù ở đâu thì ở, nhưng đã đủ duyên là có thể kết nối được hết. Nhưng không đủ duyên thì có cố cũng chẳng được, cố cũng không được. Cho nên tại sao phải bạn sự tùy duyên là vì như vậy, đúng không? Việc của mình là gieo thôi, còn ai đủ nhân duyên làm việc với chúng ta. Và khi chúng ta gieo là chúng ta luôn luôn nhớ là giúp họ vào môi trường. Giúp vào họ vào môi trường. Bởi vì môi trường nó mạnh hơn tư duy rất nhiều. Môi trường nó mạnh hơn năng lượng của chính mình rất nhiều. Bởi vì không ai trong số chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta. Không ai trong số chúng ta mạnh bằng tất cả chúng ta. Cái năng lượng của cả đội ấy, nó mới mạnh. Thì người ta... khi chưa ra quyết định, bởi vì sao? Bởi vì người ta chưa đầy đủ thông tin này. Người ta chưa ra quyết định bởi vì người ta chưa nhìn thấy nhiều người làm này. Khi người ta chưa ra quyết định bởi vì người ta chưa nhìn thấy nhiều thứ. Thế khi họ vào môi trường ấy, họ nghe người này chia sẻ, họ nghe người kia chia sẻ, họ bắt đầu đặt những câu hỏi, ô tại sao lại nhiều người làm thế, tại sao lại rất là nhiều những ngành nghề khác nhau, vân vân. Đấy, cho nên là cái khẩu quyết luôn luôn anh chị em nhớ là muốn tuyển dụng tốt,
luôn luôn phải nhớ là thành công của một cuộc gặp là cuộc gặp tiếp theo. Thành công của một cuộc gặp là cuộc gặp tiếp theo. Đó. Và cái cuộc gặp tiếp theo đấy là mình phải đưa họ vào môi trường này, đưa đến nơi năng lượng lớn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì những cái sự chúng ta cứ áp dụng thôi, đứng trên vai người khổng lồ. Ai đứng trên vai người khổng lồ siêu là người đấy thành công nhanh. Cứ nơi nào năng lượng lớn hơn, việc của mình là sao? Đưa họ vào môi trường. Sức mình thì hữu hạn, sức người vô hạn. Đúng không? Sức mình hữu hạn, sức người vô hạn. Không ai trong số chúng ta thông minh bằng tất cả chúng ta. Không ai trong số chúng ta mạnh bằng tất cả chúng ta. Sức người, sức mình hữu hạn, sức người vô hạn. Sức mạnh toàn dân là sức mạnh vĩ đại. Sức mạnh toàn dân là sức mạnh vĩ đại. Cho nên để chúng ta tiến xa, chúng ta chỉ cần thấm nhuần một cái tư tưởng. Mấu chốt là gì? Mấu chốt là mình và đồng đội của mình phải luôn luôn có mặt tại tất cả các sự kiện. Bởi vì đấy là nơi môi trường lớn, đúng không? Thế thôi. Ok. Và để chúng ta hoàn thành mục tiêu ấy, đương nhiên là phải cam kết làm đến cùng, đúng không? Cam kết làm đến cùng thì mới hoàn thành mục tiêu được. Và lúc cái sự cam kết làm đến cùng là bắt đầu cái phẩm chất của nhà lãnh đạo bên trong mình bắt đầu xuất hiện. Bắt đầu cái nhà lãnh đạo ở bên trong mình ấy, nó được bắt đầu xuất hiện. Khi mình cam kết mình làm đến cùng thì cái yếu tố leadership, cái khả năng lãnh đạo, cái sự lãnh đạo ở bên trong ấy, bắt đầu nó xuất hiện. Cam kết làm đến cùng sẽ giúp cho chúng ta hoàn thành mục tiêu. Rồi, mình có mục tiêu rồi, bắt đầu mình ấn định cái gì nữa này. Ấn định, có mặt tại đào tạo nhà đào tạo. Ai mà K7 trở lên là ấn định có mặt tại đào tạo nhà đào tạo, đúng không? Ấn định, rồi cam kết làm đến cùng. Ở đây anh chị em nào mà ấn định mục tiêu có mặt tại đào tạo nhà đào tạo dành cho K7 trở lên ở ASEAN Resort, giơ ngón tay cái, thử xem. Cả nhà giữ nguyên tay nha. Ok. Rất tuyệt vời. Nếu anh chị em khác thì mình ấn định có mặt tại S69 Online Camp cho K5, đúng không? Tức là cái trại huấn luyện online dành cho K5 vào ngày mùng 8 tháng 11. Mùng tháng trước chúng ta đã có một cái online camp K5 rất tuyệt vời. Nhưng lần sau nó còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Đấy. Thế cho nên là việc của bất cứ một tư vấn viên nào, việc của mình, nếu mình là tư vấn viên mới đang ở cấp 1, cấp 2 gì đấy, K1, K2, K3 gì đấy, ấn định ngay K5 để có mặt tại S69 Online Camp. Hàng ngày mình phải nhắc nhở bản thân của mình để mình xem là mình tiến tới cái Online Camp còn cách bao xa. Đó. Anh chị em mà mục tiêu đào tạo nhà đào tạo, mình luôn luôn phải xem, cứ mỗi sau một ngày đánh giá lại xem cái quãng đường mình tiến tới đào tạo nhà đào tạo, tiến tới ASEAN Resort nó còn cách bao nhiêu km, cái quãng đường để tiến tới S69 Online Camp nó còn cách bao xa. Thế thì mấu chốt là gì? Mấu chốt ấy, bắt đầu chúng ta làm network marketing là bắt đầu mình quen với cái việc marketing sự kiện. Marketing sự kiện, gieo thường xuyên, gieo hàng ngày, gieo thường xuyên, gieo liên tục, gieo hàng ngày, gieo thường xuyên, gieo liên tục, gieo hàng ngày, gieo thường xuyên, gieo liên tục. Khi mình gặp tư vấn viên của mình gieo về online camp cho K5, đúng không? Ai mà lên đào tạo nhà đào tạo và gặp nhau high five, đào ô tô 1, 2, 3, ô tô đào tạo nhà đào tạo đấy, để gieo. Và như thế bắt đầu sao, năng lượng bắt đầu nó phát lên vũ trụ thì chúng ta sẽ có mặt. Đấy là một cái cách, đấy là một cái phương pháp kinh doanh, đúng không? Để chúng ta kinh doanh. Rồi nữa, luôn luôn chúng ta nắm cái nãy Cường có nói về luật tập trung rồi. Tập trung vào đâu thì ở đó mở rộng, tập trung vào đâu ở đó phát triển, đúng không? Và anh chị em luôn luôn làm theo cái luật về 10.000 giờ. Luật 10.000 giờ, lượng đủ thì chất đổi. Lượng đủ thì chất đổi. Khi mình hành động đủ số lượng
chất lượng sẽ thay đổi. Lượng đủ thì chất đổi. Một ngày chia sẻ bao nhiêu nó phải có số lượng. Và cứ bám cái đích đấy mà làm là chúng ta sẽ thành công. Lượng đủ thì chất đổi, đúng không? Có mấy việc chúng ta cần phải làm, chúng ta vẫn chia sẻ với nhau đấy. Việc thứ nhất là xây dựng nhân hiệu. Hàng ngày phải có 1, 2, 3 cái post. Một tuần 1 hay 2 cái live stream là mình cần phải có. Nhân xây dựng nhân hiệu là một quá trình gieo hạt. Cái việc mà mình vừa xây dựng nhân hiệu của mình ấy, nhưng đồng thời nó là một quá trình gieo hạt. Để gieo những người tin mình và thích mình, họ sẽ đi cùng với mình. Và cả nhà anh chị em luôn luôn nhớ là làm việc thông minh hơn, chứ không làm việc không chỉ có làm việc hùng hục, làm việc thông minh hơn. Làm việc thông minh hơn đấy là làm cái việc mà marketing hàng ngày đấy. Cả nhà cứ để ý Facebook của không có cái ngày nào là không có cái post. Tức là thường xuyên, ngày nào phải có 1, 2, 3 cái post. Đấy là cái cách mình xây dựng nhân hiệu marketing. Đúng không nào? Hàng ngày anh chị em chúng ta lưu ý những cái việc mình cần phải làm. Rồi trong cái kỹ năng số 4, một ngày mấy người vào danh sách người quen, chuyên người làm chuyên nghiệp phải có 5 người vào danh sách người quen. Một người làm bán thời gian thì phải có 2 cuộc chia sẻ. Đó. Người làm chuyên nghiệp cần phải một ngày phải có 5 cuộc chia sẻ. Đã làm chuyên nghiệp ít nhất là 5 cuộc chia sẻ. Chia sẻ cho mình, chia sẻ cho tư vấn viên của mình cũng tính là một cuộc chia sẻ. Mình đã làm chuyên nghiệp rồi, nó phải khác. Nó phải khác với những anh em làm bán thời gian. Nếu bán thời gian một ngày 2 cuộc chia sẻ, mình làm chuyên nghiệp cũng một ngày 2 cuộc thì thời gian mình quá lãng phí. Đúng không phải nha? Thì nó quá lãng phí. Cho nên là mình làm chuyên nghiệp thì nó phải khác. Chúng ta, những anh chị em nào làm chuyên nghiệp là chúng ta có rất nhiều thời gian. Và việc của mình là bám mục tiêu và bám vào hành động. Rồi, có anh chị em nào cái luật 10.000 giờ tôi nói thêm một chút này. Để chúng ta hiểu cái luật về 10.000 giờ. Để làm bất cứ một cái việc gì, để trở thành master, để trở thành bậc thầy, đều phải cần 10.000 giờ bay hết. Thì 10.000 giờ này mà nếu chúng ta làm liên tục ấy, thì mình sẽ rút ngắn được. Nhưng cùng 10.000 giờ đó, mỗi ngày chúng ta làm 2 giờ, mỗi ngày làm 2 giờ, mỗi ngày làm 2 giờ thì mình mất thời gian hơn rất nhiều. Là một ngày mình dồn, mình làm 10 tiếng một ngày, và ngày nào cũng như ngày nào, 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 ngày nào cũng như ngày nào. Thì cái việc chúng ta trở thành master nó rất nhanh, trở thành bậc thầy nó rất là nhanh. Giống hệt một cách đơn giản là giống như chúng ta chẳng cần phải là võ sư gì cả. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần luyện đúng một cú đấm thôi, mà chúng ta đấm 10.000 lần, đúng không? Thì cái lực của nó chắc chắn nó rất là khác so với những cái cú đấm đầu tiên. Rất khác. Chúng ta chia sẻ 21 lần, 1 lần, 2 lần, tức là chúng ta chia sẻ cơ hội làm chủ cuộc sống ấy. Mình chia sẻ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 30 còn ú ớ, như chia sẻ đến lần thứ 50 bắt đầu ngon, rồi lần thứ 90 trở lên là bắt đầu tiềm thức nó nói chuyện rồi. Không cần phải học phải nhớ gì nữa, là tự nhiên trong đầu nó phọt ra hết. Bởi vì mình nói quá nhiều. Mình tự nhiên trở thành bậc thầy truyền cảm hứng ngay lập tức. Tất cả đều học được. Bao nhiêu anh chị em hiểu những cái gì cần chia sẻ cho con tay cái. Cảm ơn cả nhà. Thế thì có những bạn mà niềm tin hạn chế mới ban đầu là em không có khả năng giao tiếp này, em nói kém này, em nói thế nọ thế kia ấy, là tất cả đều học được hết. Mình nói chưa tốt là do mình chưa nói, hoặc là mình còn nói ít, thế thôi. Cả nhà hình chưa? Đấy, mình cứ nói nhiều mà thế là thành quen, nhưng có cái gì đâu. Có anh chị em nào có câu hỏi gì xin mời. Câu hỏi hoặc chia sẻ cũng được. Xin mời. Có bạn nào mà chưa ra quyết định vào đội không? Cả nhà. Thủ lĩnh mời Hoàng Anh ở nhóm chị chia sẻ. Xin mời chị Hoàng Anh, tân tư vấn viên trưởng. Nguồn năng lượng để bạn đấy xin đích. Ok, xin mời chị Hoàng Anh.
Anh đâu rồi? Hoa Anh bật mic rồi anh ơi. Xin chào thủ lĩnh Kim Cương Trương Huy Cường, xin chào toàn thể anh chị em trong nhóm. Xin chào Tân Ti Véo Von trưởng của tập đoàn Sức Khỏe Siberia. Tân tư vấn viên trưởng, yes. Thì Hoàng Anh. Ông vừa rồi nói thật với thủ lĩnh là mình cũng bị đốt thôi kiểu như đẩy lên đấy. Vâng. Thủ lĩnh cấp trên đẩy lên đấy làm cho mình không đi ngồi 11, 12 giờ để chốt điểm cuối cùng cũng được 5.300. Thực sự là từ 1.800 trong vòng 2 ngày lên 5.300 cũng cả đấy khủng khiếp kinh khủng. Nhưng mà vượt ngưỡng thì sướng đúng không? Nhưng mà cái cảm giác mà khi mà mình cố gắng đạt cái lời hứa của mình với đối với các anh chị tuyến trên ấy, rồi mình đạt được ấy, đúng là mình cũng cảm thấy nó nhẹ nhõm và nó phấn chấn ấy ạ. Dạ. Chị thấy tối qua chị có học trong Dream Team không? Tối hôm qua mình có cái việc đột xuất là mình không vào được, tiếc quá. Các chị cứ like trên nhóm là học được bao nhiêu thứ mà cái tiếc ngẩn tiếc ngơ thôi. Dạ. Bắt đầu biết tiếc là thành công nó đến. Dạ. Cũng phải cố gắng nhiều ạ. Mục tiêu tháng này của chị Hoàng Anh là gì? Mình đang đặt mục tiêu là 7.000 điểm. Thế à, 7.000 điểm. Tại sao không ấn phát cho nó máu vào đào tạo nhà đào tạo? Làm những việc mình chưa bao giờ làm, nghĩ những điều mình không dám nghĩ, tức là mình nghĩ đến mà thấy toát mồ hôi ấy. Thì mục tiêu đấy. Không rồi, bị toát mồ hôi rồi, nên là cũng chỉ dám đặt đến 7.000 điểm thôi ạ. Yeah. Toát mồ hôi tiếp đi, sợ gì? Đang trên đà toát tiếp. Mỗi một tháng là chúng ta có một kỳ thi, tức là cứ kết mỗi một tháng là chúng ta ở S69 ở Siberia là chúng ta có 14 kỳ thi đúng không? Mỗi một nước thang một kỳ thi. Đấy. Chúng ta cứ tốt nghiệp nước này là chúng ta tiến lên kỳ thi lớp tiếp theo. Chúc mừng chị Hoàng Anh đã tốt nghiệp lớp 6, chuẩn bị lên lớp 7. Vâng, xin cảm ơn thủ lĩnh ạ. Xin cảm ơn anh chị em ạ. Ok, cảm ơn chị Hoàng Anh. Thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trương Huy Cường ơi. Yes. Giao lưu chia sẻ với chị Hào chút được không ạ? Chị Hào hôm nay lần đầu tiên cũng đã mở thẻ rồi, nhưng mà lần đầu tiên được nghe buổi coaching của thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trương Huy Cường. Chị là một người có tâm cống hiến rất là lớn. Em tin chắc là với cái môi trường này thì chị sẽ tìm thấy được những cái gọi là cái phương tiện công cụ để giúp đỡ cho tha nhân, cho cộng đồng. Thì chị có thể chia sẻ cái cảm nhận của cái buổi học này cùng với thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trương Huy Cường được không chị? Xin mời chị. Xin chào chị. Xin mời chị. Chị chào thủ lĩnh, chào tất cả mọi người. Nói chung là mình cũng mới vào cái môi trường này, nhưng mình hôm nay cái buổi học của thủ lĩnh Trương Huy Cường hôm nay thì mình rất là thích, tại vì cái cách diễn đạt rất là thân thiện và giản dị nhưng mà rất là chính xác, chuẩn xác. Mình cảm thấy là nghe đến tới đâu thấm tới đó luôn đó. Nhưng thực ra thì mà nói thì mình đã nghe Trương Huy Cường cũng tương đối rồi, tức là cũng không phải là nghe lần đầu. Tại vì mình thì cũng hay cầu tiến nên là cứ thủ lĩnh nào mình cũng nghe hết á. Thành ra là mình cứ nghe từ trước rồi, nhưng mà hôm nay thì chính thức là theo dõi từ đầu đến cuối, mới cả là mình gần gũi như này thì mình cảm thấy là thật sự là mình rất là kính nể, là một người rất là gần gũi và nói chung là có tài dẫn dắt tuyệt vời luôn. Mặc dù là không cần phải nói một cái những cái từ gì mà giống như là nó cao lắm, cao xa lắm, nhưng mà rất là gần gũi và cũng rất là chính xác, rất là đi vô lòng người. Rồi, xin cảm ơn nhé. Em cảm ơn chị Hà yêu mến. chị đã trực giác, chị đã mách bảo là thành công của mình ở CV nó đến như thế nào chứ? Mình nghĩ rằng là cái ngành kinh doanh theo bạn rất là phù hợp với mình. Dạ. Bởi vậy là từ xưa giờ là mình không có bao giờ suy nghĩ là đi làm cái việc khác. Vâng. Tuy nhiên thì ngành kinh doanh theo bạn thì nó phụ thuộc một số vấn đề. Thế thì mình cũng cảm nhận đây cũng là một môi trường rất là tốt và có thể phát triển. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Hà. Tặng chị Hà ba cái câu trong kinh Phúc Đức
Có thể chị đã nghe rồi, nhưng vẫn tặng chị lại. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, đi trên con đường chính là phước đức lớn nhất. Đấy, thế thì chị em mình ở đây chúng ta cùng nhau xây dựng một cái môi trường thực sự tốt. Đấy, một cái môi trường mà lấy đạo đức, trí tuệ và nghị lực làm gốc. Chúng ta sống tử tế với nhau, yêu thương nhau, làm những việc tốt, làm những việc thiện, tạo tác nhân lành, làm những việc mà mang lại phúc đức cho người khác, cho cộng đồng. Thì đương nhiên có phúc có đức thì mặc sức mà ăn. Chúng ta cùng nhau tạo ra một cái môi trường rất là tốt. Thì hiện nay một trong những cái thứ mà Cường cũng rất là hạnh phúc và tự hào hay chia sẻ với cả nhà là đội của chúng ta rất nhiều người ăn chay trường. Thế thì không có nghĩa là người ăn mặn không tốt, không phải. Nhưng người nếu mà đã chúng ta ăn được chay ấy, thì ít nhất là mình sao? Mình giảm được cái phàm phu tục tử của mình đi, đúng không? Đấy, tức là giảm được những cái thứ mà mình tu thân ấy, có phần tu thân rất tốt. Đấy, để mình đưa những cái năng lượng tích cực vào người, không rượu không bia đấy là cũng ngăn được rất nhiều mầm họa rồi. Bởi vì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái tai nạn giao thông, đúng không? Là do gì? Uống rượu uống bia, có rất nhiều những cái đánh nhau, giết nhau. Cũng tại sao mà nó hay xảy ra đánh nhau, đấm nhau, xô sát nhau ở nhà hàng. Đấy, đấy là cái nơi sao? Là cái nơi sát sinh. Đấy là cái nơi mà rất nhiều những cái năng lượng tiêu cực. Thế thì hiện nay top các thủ lĩnh lớn của chúng ta đều ăn chay trường, chị ạ. Đấy, khoe với chị tí. Đấy, ngồi cạnh chị là bạn Mến cũng ăn chay trường, Quý Huy ăn chay trường, Phạm Văn Thông ăn chay trường. Đấy, thì thấy ạ. Đấy là vì bạn này này. Tại vì chị quen bạn này thì chị cảm thấy là đồng hành với Thu thì chị rất là cảm thấy là rất là mãn nguyện. Thì mình kinh doanh thì chỗ nào cũng là kiếm tiền, hệ thống nào cũng tốt, tuy nhiên cái người đồng hành với mình ấy là quan trọng nhất đấy. Thì trước giờ chị luôn mong muốn đồng hành với Thu vậy thôi. Vâng, chúc chay trường thủ lĩnh Kim Cương Quốc gia Trương Minh Cường ạ. Thế hả, Thu không chay trường à? Chay trường thôi. Mình thì chưa ăn chay trường được. Nhưng mà mình không nhất thiết là phải ăn mặn đấy. Mẹ nấu cái gì thì ăn cái đó, mà mẹ thì một tháng rồi ngày ăn chay trường hay là 15 ngày gì đó. Vâng, đấy. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, đi trên con đường chính là phúc đức lớn nhất. Chúng ta làm kinh doanh thương mại là chúng ta đi trên con đường chính đạo, có nghĩa là kinh doanh thương mại chân chính để lan tỏa sức khỏe và trí tuệ đến cho mọi người, đến cho cộng đồng, chứ chúng ta không phải là lan tỏa lòng tham, đúng không? Đấy, bởi vì chúng ta biết là tiền đấy là kết quả, đấy là tiền, nó là phần thưởng. Đấy, tiền không phải là mục đích, tiền nó là phần thưởng cho cái việc mà chúng ta lan tỏa, trao đi giá trị, trao được càng nhiều thì tiền nó về càng nhiều. Cảm ơn chị Hà, và chúng ta có thêm một người đồng đội đấy, rất là yêu kinh doanh theo mạng, thì đấy là siêu tuyệt vời rồi. Và chị đúng môi trường, đúng phương tiện nữa, đúng không? Cùng người đồng hành nữa, thì không gì là không thể. Chị Hà bao giờ nhận ô tô ở Siri? 3 tháng chị Hà nhận làm 3 tháng. Tại vì chị cũng chưa hiểu về cơ chế như thế nào, nên là nói chung cũng mong muốn là sang năm. Sang năm là tháng mấy? Chị cứ quyết phát, thế xong sau việc còn lại vũ trụ lo. Thì chị chỉ mới biết là trong sang năm thì dù ở môi trường nào chị cũng phải lãnh ô tô. Vâng. Đấy, nhưng mà tháng mấy ấn định phát sang nào? Bây giờ chị chưa hình dung được cái công việc như nào, nên là chị chưa bước vào dự án ô tô. Là tổng doanh số là 500 triệu, là tổng doanh số đội nhóm ấy, như mình trở xuống là 500 triệu 3 tháng liên tiếp đấy, là mình bước vào dự án ô tô và mình nhận xe theo dự án ô tô. Là chị cứ ước lượng như thế xem nào, quyết tháng mấy? Chưa hình dung được, chưa đủ để hình dung được. Mình bây giờ mình không cần hình dung mà mình quyết luôn xem nào. Cho nó máu. Chỉ biết là sang năm thôi. Chị cứ gieo một hạt lên vũ trụ đi. Thôi cứ Tết sang năm có xe chở cả nhà đi chơi là được rồi. Bây giờ em ấn định cho chị này, tháng chậm nhất là tháng 5 2021. Đấy là chậm nhất nhé. Đây là chị chưa biết gì đấy.
để cho chị có một cái niềm tin lớn hơn. Thì khi chị hiểu rồi em tin là chị sẽ rút ngắn thời gian đấy. Đây là chị chưa hiểu thôi. Ok, rồi cảm ơn chị Hà rất nhiều. Mời anh chị em khác có ai có chia sẻ hay có câu hỏi gì không? Nếu chúng ta không còn có câu hỏi hay chia sẻ gì thì cái buổi hôm nay chúng ta sẽ được ở đây. Một tháng mới chúng ta sẽ cùng nhau nở hoa. Đấy, cùng nhau để bắn pháo hoa vào cuối tháng. Chúc mừng cho tất cả các thành công của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc và sống trọn vẹn từng giây, từng phút trên cuộc đời này. Khi mình sống trọn vẹn từng giây, từng phút có nghĩa là mỗi phút giây qua đi là mình học những điều có ích. Mỗi phút giây qua đi là mình làm những việc có ích. Mình lan tỏa giá trị ra cộng đồng, đúng không? Ra cho người khác. Thì đương nhiên việc của mình là cứ gieo gì thì gặt đấy mà. Chúng ta cứ theo thuận theo tự nhiên và thuận theo các quy luật tự nhiên mình vận hành thì không gì là không thể. Anh chị em chúng ta bật mỗi một chiến thắng ấy là mình phải ăn mừng chiến thắng. Mỗi một chiến thắng nhỏ là tích lũy, một chiến thắng lớn là tích lũy của nhiều chiến thắng nhỏ, đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một cái nghi thức ăn mừng chiến thắng. Bật mic ạ. 1, 2, 3 Yes. Bye bye cả nhà. Hay quá.